Bởi chúng ta thường xuyên phải thức khuya, thường xuyên phải đi show và các bạn thường xuyên phải tập hát. Vì thế thể lực là một điều hết sức quan trọng. Có sức khỏe là có tất cả. 1, 2, 3, hít thở. Chúng ta hãy cố gắng lên, hãy cố giữ gìn sức khỏe để chống chọi với thời tiết, chống chọi với những ngày tháng khắc nghiệt này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh tiếp theo. Thí sinh mang số báo danh 735, Hồ Ngọc Mỹ Tiên với sáng tác Chuyện tình Hoa Tì Gôn. Nhạc Anh Bằng, thơ TT ca hát, xin mời. Nghĩ tới loài hoa ơi,
Vâng, xin chào Mỹ Tiên. Một bài hát rất hay. Mỹ Tiên có thể giới thiệu về bản thân mình. Lời nói đầu tiên thì cho con xin chào ban giám khảo và chào tất cả mọi người có mặt trong khán đài ngày hôm nay. Con xin tự giới thiệu là tên là Hồ Ngọc Mỹ Tiên và đến từ Bình Thuận và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Tại sao ngày hôm nay Mỹ Tiên quyết định lựa chọn bài Chuyện tình Hoa Tigon? Dạ, bài này thì em nghe qua một người anh đã gửi bài này cho em, và em nghe em cảm thấy cái bài này nó rất là hợp với em, nên là em muốn dành tất cả tâm tình để mà đặt mình vào vị trí của bài hát này để mang tới cuộc thi này. Xin cảm ơn Mỹ Tiên, và anh cảm nhận được rằng ngay ở đứng ở đây thôi nhưng Mỹ Tiên cũng vẫn còn chưa hết run ha. Vâng, xin mời cô Giao Linh có nhận xét dành cho Mỹ Tiên ạ. Cô Giao Linh xin được chào Mỹ Tiên. Cô nghe Mỹ Tiên hát đó thì giống như là rất là xúc động, bởi vì Mỹ Tiên đã đặt hết cái hồn mình vào một cái bài hát, mà cái điều đó là cái điều quan trọng nhất của một người ca sĩ. Mà khi mình chọn một cái bài hát, thứ nhất là mình thích cái bài đó, thứ nhì đó là mình diễn tả được cái bài để cho cái người nghe người ta xúc động. Thì hôm nay là cô nhận thấy là Mỹ Tiên làm được cái điều đó. Và thứ nhất nữa là Mỹ Tiên lại rất là đẹp, rất là sáng sân khấu. Thì Mỹ Tiên có nhiều điều kiện để đi vô vòng trong. Một lần nữa cô Giao Linh xin được chúc mừng Mỹ Tiên. Dạ, con xin cảm ơn cô nhiều. Vâng, còn ba vị giám khảo còn lại có ai có ý kiến gì không ạ? Vâng, giám khảo Thái Ngân. Chào bạn Tiên. Bạn vừa hát ngồi dưới này có mấy chỗ mà Ngân nổi da gà luôn á. Cảm thấy rất là xúc động. Ngân nghĩ là chắc là bạn rất là thích bài hát này và cũng đặt rất nhiều tình cảm vào nó nên mới chạm được đến Ngân. Ngân chúc mừng bạn. Và Ngân cũng có góp ý chút xíu thôi là bạn đừng có rung nhiều, bạn giữ bình tĩnh để mà cái giọng của mình nó đẹp hơn. Ngân chúc mừng bạn. Dạ, cảm ơn chị. Vâng, xin cảm ơn giám khảo Thái Ngân. Có lẽ tại hôm nay trời cũng lạnh á, tâm ra là Thái Ngân mặc mỏng thế kia nó da gà nổi là đúng rồi. Vâng, vâng, xin mời hai giám khảo tiếp theo có nhận xét gì không ạ? Vâng, xin chào bạn Thái Bảo. Mà Bảo nghe bạn hát giống như bạn là nhân vật ở trong cái bài hát đó vậy á. Nếu biết là rằng tôi có lấy chồng, trời ơi người ấy có buồn không? Cái câu trời ơi người ấy có buồn không mà nổi da gà cục cục. Mà hai lần bạn hát đều như vậy. Có điều bạn rung quá cho nên có những cái nốt thấp bạn hát nó bị mờ á, nó không có được rõ. Cho nên lần sau giữ bình tĩnh, tự tin, chiến thắng. Cảm ơn chị. Vâng, giám khảo Đăng Nguyên ạ. Chào Mỹ Tiên. Thì đây là vòng thứ ba mình gặp nhau rồi ha. Bà vẫn rung như vòng đầu tiên. Những cái đoạn đầu tiên á, bạn hát á, là Đăng Nguyên cứ nghĩ là bạn sẽ đỡ rung hơn, nhưng mà không ngờ càng về sau là càng rung hơn nữa. Tuy nhiên thì giống như là giám khảo Thái Bảo cũng như là cô Giao Linh và Thanh Ngân cũng đã nói là cái chỗ mà ví dụ như trời ơi người ấy có buồn không á, nó làm cho mọi người phải nổi da gà lên. Thực sự là nổi da gà nó có hai yếu tố đấy. Thứ nhất là bạn cái rung của bạn á, rung chứ không phải là run. Thì cái rung của bạn rất là nó được cộng hưởng bởi cái rung của bạn nữa. Thành ra người ta nổi da gà bởi hai cái thứ đó, chứ không phải là chỉ gọi là cái rung của bạn tạo cảm xúc đâu. Cho nên thực sự là nếu như Thái Ngân nói là lần sau bớt rung thì không phải là tự dưng mà nó bớt rung được đâu. Tức là mình hãy cố gắng mình va chạm nhiều hơn, thì cái kinh nghiệm mình đứng sân khấu mình càng lúc càng tự tin hơn thì mình sẽ bớt rung. Chúc mừng bạn. Cảm ơn anh nhiều. Vâng, và xin cảm ơn bốn vị giám khảo. Và theo như nhận xét của bốn vị giám khảo á, thì anh nghĩ là lần sau á, thì em muốn bốn vị giám khảo nổi da gà nữa thì mình cũng phải thêm chút run. Chứ nếu như mình hết run rồi thì nó không có cộng hưởng để nổi da gà. Và có lẽ phải xin lỗi Thái Ngân, bởi vì cả Đăng Nguyên với Thái Bảo cũng nổi hết cả da gà mà mặc ấm thế kia, thì chắc là bởi vì cái câu đó rất hay. Xin chúc mừng Mỹ Tiên.